hốc 3, hốc 8 nó chạy chứ miễn bị thêm vàng đúng rồi. Thấy cái dưới cái đùi nó bị chi á. Vậy nến à? Vậy nến à? Không, chứ con nhớ cái gì mà nó đổ găng lên luôn hốc nhất kìa. Có lẫn hốc hốc. Dọn lại mệt. Hôm qua hả? Không, mà mình đừng có bị dính với nó, không biết của bạn nào tận em. Cái đó là bị dọn lại mệt. Cô Nam cũng bị nè, qua tóm rồi hết. Nó là do từ ông nậu hay là từ bà nậu luôn đó. Giảm tính mạch á, sao mà chữa được? Thế ăn cái gì? Đâu có hông có lai à? Hông có lai bằng hà sao? Làm về đúng 3-4 giờ 3-4 giờ. Cái đợt giấy đây sô-cô-la thăng. Mình test là gói nhiều đó này. Ai gửi nè? Ai gửi nè? Nhờ mình vậy có bóng đâu hả? Từ qua là chú bật lái nè, qua là bên lái. Đâu biết em? Anh thật là thấy một bỉ đi đâu? Bánh to vật vã. Này số là bánh gì ai cũng phê đi. Không thử. Không cho sốc. Không, không chịu ăn, ở trong nhưng bậc hà không ăn. Sô-cô-la đan đây là nó ngon hơn, mà Milo là thích sô-cô-la sữa. Với sô-cô-la phán. Sô-cô-la sữa hả? Thích sữa gì hơn hết. Pha mấy bé.